มันต่อแสงหัวซุกเต้เต้ยันจอยโถวัวดิสปอร์đây là những người xuất đầu tiên và rất quan trọng dành cho những người dẫn đầu Minh Toàn. Minh Toàn ạ, đang vào cũng không quá khó với Minh Toàn, nhưng dẫn đầu cái này là cô Quốc Bảo đã chạm được vào quả bóng. Và tiếp theo Thanh Phan, Thanh Phan sẽ là người thực hiện quả xuất tiếp theo dành cho cầu thủ số 1. Rất chính xác, tỷ số chúng ta đang đẹp dành trước về cầu thủ Phương Bôi với tỷ số 2-1. Vũ Thái sẽ là người thực hiện quả sút tiếp theo dành cho cầu thủ Nguyễn Đức Phước. Vũ Thái, Vũ Thái, bye bye. Qua đây tôi chờ chờ đi tay. Sau lượt trận thứ hai, tỷ số tài là 2-1 nghiêng về cầu thủ Tiến Tuấn. Và Tú Ba Lô sẽ là người thực hiện quả sút thứ ba dành cho cầu thủ Tiến Tuấn. Rất căng thẳng. Tú Ba Lô, Tú Ba Lô rất xuất sắc, 3-1 dành cho đội Tinh Phú Môn. Tại trận đấu bóng đá U18 của Mai trực tiếp mang tên Sport năm 2023. Mai Toàn. Mai Toàn ghi bàn. Qua lần đi, nhưng vẫn còn cơ hội dành cho người áo vàng. Thành công. Anh Phong sẽ là cầu thủ của chúng tiếp theo dành cho cầu Huy Sport. Thành Phong. Thành Phong. Nếu như và vấn đề sẽ là cầu thủ của chúng tiếp theo dành cho chúng Phú Bồn. Nếu như vấn đề thực hiện của chúng này thành công, thì chúng tôi sẽ hợp về cầu thủ của Phú Bồn. Chúng ta phải nói là cái vụ lần thứ hai khi mà phải tổ chức mình thì họ có hai cơ hội liên tiếp. Quá lên tới trận đấu của chúng tôi. Chúc Huy sẽ là người thực hiện quả sút tiếp theo dành cho cầu thủ Nguyễn Sport. Bí thư, rất chuyên sâu, hai cầu bàn đều được tay hơn. Quốc Bảo sẽ là cầu thủ thực hiện quả sút tiếp theo dành cho cầu thủ Kim Phúc Bột. Đây là lượt trận lượt sút thứ 6. Quốc Bảo, tay ba! Tôi cũng không biết nên nói gì em. Cái cầu thủ Kim Phúc Bột tự biết chân mình thôi.
Những người của chúng tôi đây đó chính là Phước Quang. Phước Quang.